Chưa trả. Chưa trả. Anh có gì từ từ nói. Không có từ từ hết chị. Tháng sau gì? Không có tháng sau gì hết. Bây giờ trả. Tháng sau nhé. Không thì mai tôi lại đến nhé. Tháng sau đấy. Anh em mình cố gắng kiếm hoa quả gì đó để bán.
này còn gốc đi cho cái chị này, bán bây giờ bán sáng ba giá đi, mua gì giá cho chị này. Vâng, chị mà mua gì chị ơi, vâng, em biết là 10.000 một chiếc, ui cái này cần kiếm cho và cái này quay 4.000 luôn. Lấy đi ạ, chị ơi. Em đi đâu? Các bạn đi xuống. Em làm này em được vào với Đó, con thì cho bác vào xem, con bớt chút thời gian và xem quả đá.
À, cái này không phải là của mình thật. Nhưng mà vẫn thuộc. Em đi trở về là mệt không? Ừ, anh pha nốt này đấy. Em ngồi đi về đi. Anh pha nốt này đấy. Đi, nóng lắm, đi về đi. Đi. Anh pha nốt này. Đi về đó, nóng lắm. Đi chợ về ngay á. Anh của em tưới rau chưa? Đang tưới à? Tưới nắng là nó chết đấy. Tưới. Nhưng gì em? Ở mình như vậy thì đâu? Em mua bánh rán. Nhiều cho đi chơi à? Đâu? Ngon hả? Xuống đây à? Tiền chơi bời nợ chưa trả à? Em chưa có. Bao giờ mới trả? Em hẹn các anh tháng sau được. Hẹn cái gì? Lâu lắm rồi. Em không có chỗ nào làm hay gì ở đây. Thì bao giờ trả? Thì em tháng sau ấy. Hẹn bao giờ? Hẹn tháng sau em. Không có tháng sau gì đâu, đi theo bọn tôi. Đi theo bọn tôi đi ra ngoài. Ra ngoài nói chuyện. Các anh có gì từ từ nói. Không, đi đi theo bọn tôi. Các anh có gì từ từ nói. Không có từ từ hết chị. Từ từ không, không từ. Đâu. Đi. Đi. Các anh để cho em tháng sau được không? Tháng sau làm sao được? Cho em tháng sau đi. Có gì tháng sau đến bao giờ? Có gì anh em mình từ từ nói. Các anh để em tháng sau ấy. Tháng sau gì? Không có tháng sau gì hết. Bây giờ giả. Có gì từ từ nói. Anh nợ không là có cái gì lấy cái đấy. Em anh nợ có 10 triệu mà. Có gì từ từ 10 nói. Triệu cả lái bây giờ là nhiều lắm rồi. Trả đi. Gì? Nhưng mà từ để em tìm trả. Tìm cái gì? Bây giờ rất nhiều đồ đây này. Xong bán để trả nợ đi.
em chưa bán được. Để lâu thế để làm gì? Thì giờ chưa ai mua, chưa chín, chưa ai mua ấy. Thế bao giờ mà người ta mới mua? Thì bây giờ đến tháng 10, tháng 11 thì mới có. Thế bao giờ giả? Anh để em thu xếp. Thì... thu xếp bao giờ? Cho chứ... 2 ngày nhé. 2 ngày không được đâu anh. Không, không biết đâu. 2 ngày nữa mà không giả thì tôi lên tôi đốt nhà đấy. Các anh nói gì từ từ nói để bọn em thu xếp giả. Không từ từ gì hết. À, anh nợ tiền của tôi, bây giờ bọn tôi phải đến đòi thôi. Lâu lắm rồi. Anh có gì để em thu xếp, khi nào em có em mang giả. Giờ thì em đang làm, mới làm thì không... mới cái gì? Trốn lâu lắm rồi, bây giờ mới à? Hôm nay mới tìm thấy bảo mới à? Nhưng mà canh cứ từ từ để em thu xếp. Thế chắc chắn là bao giờ? Mùa 2 tháng. Mùa 2 tháng à? Đó. Hay là mấy năm? Các anh từ bây giờ em cũng không có. Thì sao là bao giờ? Để em tháng sau này. Tháng sau à? Vâng. Nếu mà tháng sau đấy không có thì làm nào? Vâng, em sẽ các thứ xem nó nhanh cho các anh. Thế tháng sau nhá. Không thì để mai tôi là đến nhá. Tháng sau đấy. Vâng. Không là... này, nhiều phải đấy. Đấy đi. Quả về ăn đằng nào cũng tay không. Anh lại tiền hỏi nhiều rồi. Ngày trước anh đi vay. Đây làm gì? Có làm gì anh? Có làm gì thì vay tiền hỏi làm gì? Nợ nhiều tiền thế giờ anh thì làm như nào? Giờ làm từ từ trả nợ. Anh vay làm gì thì sao lại bảo không làm gì? Anh vay tiền hỏi làm gì? Mà vay nhiều thế? Vậy anh lấy gì giả nợ? Thì đi qua đây nó. Bây giờ anh lấy gì giả nợ? Anh vay gì mà vay lắm thế? Vay nhiều tiền thế? Cho họ đến tận đây đòi rồi. Anh vay họ lâu chưa? Anh vay được hơn năm. Năm sau không đi làm để giả đi. Thế giờ anh định làm thế nào? Chắc anh đi. Bây giờ thì anh phải đi làm thuê mới giả được. Thế anh dự định đi làm đâu? Anh đi, chắc đi tìm để làm xây. Bây giờ họ đến tận đây đòi rồi, bây giờ anh dự định làm ở đâu? Chắc đi làm thuê. Làm thuê thì làm thuê gì mới biết được chứ. Giờ nợ nhiều thế chắc cũng phải 2-3 tháng mới kiếm đủ để trả cả tiền gốc tiền lãi nữa. Em thì em cũng chẳng có tiền đâu. Cố gắng làm để trả họ đi, không thì 2-3 ngày họ lại về một lần thì anh em mình sống chỗ nào. Sao? Giờ
nhà mình cố gắng kiếm hoa quả về đây để bán. Giáo rồi nha. Anh đi làm thuê hay làm gì đây? Hay về đấy em đi làm thuê. Đi tiệm chút thì... Em ở nhà bán hoa quả vườn thì... Hộ anh giả nợ thì có làm tiền ăn nhiều không? Nếu mà anh tốt với em thì em sẽ cùng nhau trả nợ với anh. Nhưng mà mong anh không phụ em. Thế anh cảm ơn em nhiều nhé. Thế nếu mà anh lần sau mình chưa có tiền đủ giá, mình lại khất với anh ấy lần sau.